Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi vào thanh lý và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin thanh lý cho các bác một cái mã hàng Mỹ Bom này, thực sự cho các bác luôn này. Đấy, ấm nước siêu tốc Cookro này. Đấy, con này thì dung tích của nó là 3 lít. Công suất 1300W, sử dụng điện 220. Nó hơi bị móp một chút. Bác nào mà không quan trọng ngoại hình ấy, thì chúng ta có thể tham khảo đến cái mã này. Cái mã này thì hôm nay em thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 100.000 đồng nhé. 100.000 đồng thôi, một cái ấm siêu tốc. Thực ra là cái này các bác xoáy ra, đấy, các bác nắn lại là cũng được, nó cũng không nhìn thấy đâu. Thế nhưng mà nó méo rồi em không thích nắn nữa. Đấy, thanh lý cho các bác tại vì hàng Bom đốt vía luôn. Đấy, một con ấm siêu tốc Gu Cúc Đô bị bom hàng này. Bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 100k. Đó là cái mã đầu tiên. Đó. Một cái mã sản phẩm thứ hai. Một cái vòi nước lạnh thôi. Cái vòi này thì chỉ có nguyên nước lạnh thôi. Đấy, con này bắt vào tường nhé các bác nhé. Các bác bắt vào cái gen ở trong tường ấy. Ở đây thì là cái mở xoáy này. Đấy, cái này thì các bác có thể tháo rời ra để vệ sinh các thứ thoải mái luôn. Đó, một cái vòi rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò luôn nhé, các bác lắp vào này. Hàng đẹp và chất lượng luôn. Hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Hàng đẹp và chất lượng luôn, đây. Con này thì vòi chậu nước lạnh, à vòi bắt tường nhé, vòi bắt vào tường nước lạnh. Bên nhà em đang giảm giá thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 250k. Con này bên nhà em bao luôn ship luôn. Con này bên nhà em bao luôn ship nhé. 250.000 đồng cái vòi chậu nước lạnh này. Vòi chậu nước lạnh này. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng chảo tổ ong này, con này thì còn cũng là hàng bị bom nhé. Cũng là hàng bị bom. Chưa qua sử dụng luôn. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Hàng đẹp luôn này, chảo tổ ong. Một cái chảo tổ ong. Đấy. Đây để em đo cho các kích thước luôn. Phù bì của nó là 31,5 nhé các bác nhé. Phù bì của nó là 31,5. Chiều cao của nó là 9cm. Chảo inox đun bếp ga bếp từ đều được, bên trong này là có chống dính bằng tổ ong này. Đấy. Con này các bác xào này, bác nào bếp ga mà xào như này thoải mái luôn này. Nó cong vát vát này, rất là dễ để các bác xào nấu, rất là tiện lợi. Đấy, bác nào mà làm quán các thứ được, con này dễ dùng này. Con này thì đặc biệt nó có cả nắp vung. Nắp vung này phụ kiện này. Đầy đủ luôn. Đầy đủ cả nắp cả phụ kiện. Các bác lên cho em mã này là mã chảo tổ ong nhé. Chảo tổ ong 220.000 đồng và bên em bao ship. Chảo tổ ong 220k. Và bên em bao ship luôn cho các bác cái mã chảo tổ ong này. Chảo tổ ong 220.000 đồng và bên em bao ship. Hàng đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng ghế câu. Đây, cái này em đã bóc sẵn. Khung sườn của nó này. Khung sườn của nó bằng khung bằng inox nhé. Đây để em để dịch cái điện thoại ra một chút. Đây có thể review cho bác cho nó dễ. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đẹp luôn nhé, khung inox. Chắc chắn bền đẹp. Đấy, hàng đẹp này, vải dù nhé. Vải dù chống thấm nước. Vải của nó là vải dù chống thấm nước. Và gấp gọn vào, rất là dễ dàng và tiện lợi này. Các bác đi chơi, đi câu thì gấp gọn vào rất là dễ. Đấy, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Con này thì chịu được tải cực kỳ lớn luôn. Đây, để em các bác thường thường là các bác ngồi lên thôi, không bao giờ đứng, nhưng mà đây em đứng lên cho các bác xem luôn. Là các bác biết là nó chắc chắn như thế nào rồi. Đấy, đứng lên là các bác biết nó chắc chắn như thế nào. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn này, đứng cả ở khung này để dẫn luôn. Đó, một con ghế câu. Một con ghế câu. Con này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng. 200k cái ghế câu này ở bên em báo ship. Ghế câu nhé, các bác lên cho em mã này, mã ghế câu 200k và bên em bao ship nhé. Đây. 200k.
bao luôn phí ship cho bác. 200.000 đồng và bên nhà em bao luôn ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng thước mét laser này. Đây. Em có thể đo thử cho các bác luôn. Này. Các bác có thể nhìn thấy trên tường này. Đâu nhỉ? Đấy, cái chấm đỏ đỏ nhỏ nhỏ kìa. Đấy, 3m76 này, các bác có thể cộng. Đấy, cộng này. Đây. Đấy. À, các bác có thể cộng hoặc là các bác có thể trừ đều được nhé. Đấy, các bác có thể cộng, các bác có thể trừ đều được. Con này rất là tiện lợi luôn. Đấy, và các bác đo khoảng cách từ mép này đây, nó có rất là nhiều chế độ này. Các bác đo từ đầu to từ đuôi này, này các bác nhìn. Con này thì các bác có thể đo 50m. Các bác có thể đo tối đa 50m. Thương hiệu của nó là thương hiệu của SD Way. Đấy. SVKM50. Cái mã thước laser này thì nó sẽ có lắp hai viên pin này. Đấy, 1.5A này. Con này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 450.000 đồng. Đấy, off clear này. Tắt này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã thước laser, thước mét laser. Thước mét laser con nhé, để cho nó dễ. Thước mét laser 450.000 đồng. $450k vào bên nhà bao ship nhé. Thước laser. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, một cái mẫu đèn đi biển. Đèn đi biển này, con này thì là Gento Tokyo Japan, chỉ số chống nước IP67, IP66. Hàng đẹp luôn nhé. Soi này. Nói chung là dòng này soi sáng. À, thời gian soi của nó từ tầm từ 6 đến 8 tiếng liên tục. 6 đến 8 tiếng liên tục nhé. Con này thì soi rất là lâu luôn. Giá của con này thì là 350.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã đèn pin viền đỏ. Đèn pin viền đỏ nhé. 350.000 đồng với bên nhà bao ship. Chống nước rất là tốt luôn. Các bác có xoáy chặt vào. Đấy. Chống nước cực kỳ tốt. Hàng đẹp. Gento Tokyo Japan. 350k vào bên nhà bao ship cho các bạn này. 350k bao ship. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì đây, một số những cái mã kính nhé. Các bác có thể nhìn thấy thương hiệu này, hộp của nó nhé. Còn nguyên hộp này, Luxit này. Này. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn này. Đó, các bác có thể nhìn thấy hàng nguyên hộp, full hộp luôn. Bên trong này thì nó có cả giấy bọc các thứ đầy đủ này. Đấy, hàng của hãng luôn nhé. Hàng này thì là hàng siêu thị Thanh Lý. Đấy, xách tay về. Nguyên giấy tờ luôn này. Nguyên giấy tờ luôn này. Hàng còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Hàng này còn rất là đẹp luôn. Cực kỳ ok luôn. Cực kỳ ok luôn nhé. Đây đây em tí. Đấy. Mặt kính của nó này. Mặt kính của nó này. Con này thì các bác có thể bẻ cong này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy. Rất là mềm dẻo luôn nhé. Riêng con này thì nó là hàng VIP rồi. Riêng con này nó là hàng VIP xịn sò luôn rồi. Cái dòng này thì đây. Thương hiệu của nó đây. Đấy, hàng của Italy. Hàng của Italy nhé. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, con này thì chống chảy xước. Chống chảy xước nhé. Kính chống chảy xước và hàng cực kỳ ok luôn. Chống chảy xước và chống tiêu UV. Con này thì đeo rất là ok luôn. Các bác đeo rất là sang luôn nhé. Đấy, hàng này trên khung của nó này. Các bác có thể nhìn thấy. Rất là chi tiết và rất là tỉ mỉ luôn nhé. Rất là chi tiết và rất là tỉ mỉ luôn. Hàng này là hàng đẹp luôn. Xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì hàng nguyên túi bóng, nguyên hộp. Nguyên túi bóng, nguyên hộp luôn này. Cho các bác luôn này. Con này thì bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em mã này, riêng cái mã này thì em sẽ đặt tên mã khác một chút nhé. Đó là VIP. Các bác lên cho em mã này là mã VIP 1. Đấy. À không, không VIP. Không VIP nữa. V. Con này các bác lên cho em mã này là mã VP thôi. VP thôi. VP. VP 1.000.000 đồng. 1.000k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng bên nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng bên nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đây, đúng đủ đầy đủ cho các bác luôn. Đầy đủ cho các bác luôn là những cái này. Đấy, giấy tờ đầy đủ luôn này. Giấy tờ của nó đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy. Giấy tờ đầy đủ hết cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Các bác lên cho em mã này là mã VP nhé. 1.000.000 đồng và bên nhà em bao ship.
Một cái mã sản phẩm tiếp theo, hôm nay bên shop nhà em lại về thêm cho các bác một số những mẫu kính nhé. Mắt kính thời trang, mắt kính chống nắng, mắt kính chống tiêu UV, kính cận, nhà em đều đầy đủ cả. Hôm nay thì giá của nó rất là ok luôn nhé. Đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác, đó là một con kính này. Rất là đẹp luôn nhé. Rất là đẹp luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu đây, VL này. Đấy. Hàng đẹp này. Mắt của nó này. Cái size của cái kính này nhé. Đây để em giới thiệu cho các bác lên mã từng con một nhé. Cái size của cái kính này là 14,5cm. Mắt của nó này. Hàng cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Chống tiêu UV, chống nắng. Đấy, dễ chịu mắt, thoải mái luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D60. Đấy, D60. Giá các bác yên tâm là cực kỳ mềm luôn. D60 220k. D60 này. D60 nhé. 220k. Các bác lên cho em mã này là mã D60. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đó là một cái mã kính đầu tiên. Đấy, một cái mã kính tiếp theo. Con này thì nó là thương hiệu của Ray-Ban. Có bao da, có vỏ hộp đầy đủ. Có bao da, có vỏ hộp đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Khi các bác nhận hàng của nó là sẽ là cả nguyên cả hộp như thế này. Khi các bác nhận hàng của nó sẽ nguyên cả cái vỏ hộp như này cho các bác luôn này. Hàng nguyên hộp luôn này. Trong này của nó thì dòng này nó dòng cao cấp nên nó đầy đủ cho các bác là giấy tờ, rẻ lau, thứ đầy đủ hết. Nó là dòng VIP rồi. Thì những cái dòng này thì nó là dòng VIP rồi. Đó. Dây bàn này. Hàng dây bàn, hàng sách tay chứ. Thì những cái dòng này hàng sách tay này. Bao da của nó này. Mặt kính của nó này. Đó. Có hộp, full hộp cho các bác luôn nhé. Full hộp cho các bác luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu dây bàn. Thương hiệu của nó là thương hiệu dây bàn. Con này thì nó sẽ là hàng của Made in Italy. Made in Italy. Dây bàn Made in Italy. Hàng phun hộp, hàng sách tay. Hàng phun hộp, hàng sách tay luôn. Con này thì em đo cho các bác cái size kính của nó này. Size của nó là 14,5 nhé các bác nhé. Size kính của nó là 14,5cm. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Thương hiệu dây bàn, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Con này thì ở bên nhà em đợt này đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy. Cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Phun hộp luôn. Lô này về lại có hộp trước các thứ đàng hoàng. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 650k. 650k. Các bác lên cho em mã này là mã D61. D61 nhé. Dây bàn. Về số lượng không có nhiều đâu. Nên là các bác nhanh tay giúp em. Đấy, các bác lên cho em mã D61. 650k. Và bên nhà em bao luôn phí ship nhé. Đấy, 650.000 đồng. Và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn. Một con kính dây bàn. Một con kính dây bàn. Một con tiếp theo. Một con kính của Poucher. Một con kính của Poucher nhé. Đấy. Một con này là dòng kính rất là xịn sò luôn. Mắt kính này. Cái size kính của nó này. 14,3cm. 14,3cm. Cái dòng này thì nó là hàng Poucher Edition Italy. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy. Made in Italy này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn, xách tay về được những cái mẫu này. Con này thì nó không có vỏ hộp đâu, nhưng mà em sẽ mua cho cái vỏ để vỏ hộp thường thôi để các bác có thể mang để em gửi hàng cho các bác, nó đảm bảo cho các bác. Đấy, hàng đẹp luôn, các bác đeo kính này con này thì rất là thời trang, rất là phong cách luôn. Cái mã này thì các bác lên cho em mã này là mã D62. D62 nhé. Một con Poucher. D62. Đấy, hàng của Italy. Poucher. D62. 220k luôn. 220.000 đồng cái mã D62 này và bên nhà em bao ship. 220.000 đồng một cái mã D62 này và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. D62. Một cái mã kế tiếp, bên nhà em lại giới thiệu cho các bác một cái mã nữa có bao da này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Solex. Con này thì có bao da luôn thôi. Bao da này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Solex nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy. Con này các bác nào mà đứng tuổi một tí, tầm trên 40, 450 thậm chí là cao hơn một chút đeo vẫn thoải mái luôn. Hàng đẹp luôn này.
Mạ vàng 14K. Mạ vàng 14K này con này. Mạ vàng 14K nhé. Đấy, 14K 1/25. Con này thì thương hiệu Solex. Đấy. Phần may cam này. Cái gì? Famicam thì của Pháp này. Famicam của Pháp này. Hàng đẹp luôn, Solex. Thương hiệu nó là thương hiệu Solex. Mạ vàng 14K. Mạ vàng 14K. Con này thì nó có bao da đầy đủ cho các bác luôn này, nó có bao da đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, full phụ kiện đầy đủ bao da. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã D63. D63 các bác nhé. D63. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 700k. Và bên nhà em bao ship luôn. Đấy, bao ship luôn mã D63 700k và bên nhà em bao ship. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Solex. Thương hiệu của nó là thương hiệu Solex nhé. Kính xịn luôn, kính xịn luôn. Các bác nhận hàng nhà em thì các bác cứ về kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ sử dụng thoải mái luôn. 700k bao ship cho các bác cái mã kính D63 này. 700k bao ship cho các bác cái mã D kính D63 này. Một cái mã tiếp theo cũng lại một con bao trò nữa này. Đấy, cũng lại là một con bao trò nữa, nhưng con này phong cách hơn. Đấy, chống nắng chống tia UV rất là tiện, rất là đẹp. Đây. Rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn. Để em đo cho các bác cái size kính này. Để em đo cho các bác cái size kính. 15 cm, gần 15 cm không nhé. Gần 15 cm này. Con này của Poucher. Nói chung là các bác đeo rất là hợp luôn, rất là đẹp luôn này, các bác có thể nhìn thấy. Hàng cực kỳ chất luôn nhé. Đó, Poucher. Poucher này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 370.000 đồng. 370.000 đồng. Nhà em đầy đủ các loại kính, đầy đủ các loại mức giá và đầy đủ các loại kiểu dáng khác nhau, thời trang, hợp thời trang và rất là đẹp. Các bác lên cho em mã này là mã D64. D64. Các bác cứ đọc mã nhé. Các bác cứ đọc mã là em biết nhé. D64. 370k. D64 370.000 đồng. Và bên nhà em bao ship. Và bên nhà em bao ship cho các bác con Poucher này. Poucher này hàng xịn xò luôn này. Gọng của nó này. D64. Một cái mã tiếp theo. Một con Gucci. Một con Gucci này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn này. Chất lượng. Cái dòng này thì hàng này thì xuất xứ của Italy. Italy này. Gucci. Đấy. Hàng đẹp luôn các nhé. Hàng đẹp luôn. Cái size kính của nó nhé. Cái size kính của nó là 14,5 cm. 14,5 cm. Size kính 14,5. Gucci. Con này thì ở bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng khá là mềm thôi. Gucci này. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó đó là, các bác lên cho em mã này là mã D65. D65. 220k thôi. 220.000 đồng cái mã D65 này. Và bên nhà em bao ship nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng nhà em kiểm tra hàng thoải mái. D65 220k. Một con tiếp theo. Một con Army. Kính này các bác mà kết hợp với cái bộ trang phục lính thì rất là đẹp. Trang phục lính rất là đẹp. Con này thì kính trong thôi. Cái dòng này thì kính trong thôi. Nhưng mà nó cũng chống tia UV cho các bác được thoải mái nhé. Chống tia UV cho các bác được thoải mái. Các bác đeo đỡ bụi. Đấy, đỡ bụi thì các bác nhìn đấy. Đấy, khung của nó này. Army. Kích thước của nó nhé. Cái size kính của nó. Size kính con này là 14,6 cm. Em đang đo là đo phủ bì các bác nhé. Em đang đo là đo phủ bì cho các bác. Đấy. Đúng hàng, đúng như quảng cáo luôn. Đúng hàng đúng như quảng cáo cho em. Các bác lên cho em mã này là mã D66.
D66. Con này bên em đang có mức giá của nó đó là 350k. D66 350.000 đồng và bên em bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã kính Army. Army này, D66 350k. Một cái mã kính tiếp theo. Một con mạ vàng 18k. Con này mạ vàng 18k này. Đấy. Nhưng con này về thực sự với các bác luôn là tiếc là nó chưa có cái hộp. Đấy, lô về thì gửi về nhưng mà nó không có vỏ hộp. Nó là hàng xách tay mạ vàng 18k, hàng xịn thật. Kính đổi màu nhé, kính đổi màu. Thế nhưng mà nó lại không có vỏ hộp, hàng thì không có tì vết. Lô này về hàng không có tì vết. Đấy, đẹp không tì vết luôn. Hàng này của nó thì nó xuất xứ đến từ cho chúng ta đây. USA của Mỹ này. USA này. Hàng đẹp luôn nhé. Mạ vàng 18k. Mạ vàng 18k. Đấy, nhưng mà nó lại không có bao da vỏ hộp gì cả. Cũng hơi đáng tiếc một chút. Con này thì các bác lên cho em mã này. Thôi lấy, giá của nó sẽ lấy bằng con 14k luôn nhé. Giá của nó sẽ tính bằng luôn. Tại vì cũng về cũng bằng giá nhau. Các bác lên cho em mã này là mã D67. D67. Con này bên em đang có mức giá đó là 700k. Và bên em bao ship toàn quốc nhé các bác nhé. D67 700k và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. 700k bao ship toàn quốc, mã kính D67 này. Hàng đẹp. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ, nên là các bác yên tâm. Một cái mã tiếp theo, một cái mã kính cận. Ở đây thì nhà em full size. Có một cái điều lưu ý cho các bác đó là cái khung này, cái khung này. Thì là màu của nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhé. Tại vì thực ra là cũng không chọn được. Lô bên người ta gửi về cho mình như nào thì mình có như thế thôi. Đấy, thì cũng hạn chế các bác cái kính của nó thì đảm bảo cho các bác về chất lượng. Đấy, và con này thì nó là hàng của Đức này. Thì các bác để ý kỹ đây này. Đây này. Hàng xịn của nó ấy, thì là chữ Made in Germany này. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Nó in chìm. Nó sẽ in chìm. Đấy, Germany nó sẽ in chìm ở trong này. Germany nó sẽ in chìm trong cái thân kính này. Tất cả các con đều có nhé. Tất cả cái kính đều có này. Đó. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Nhà em này có 2,5 độ này. 1,75 này. À, gần như là đầy đủ. Gần như là đầy đủ các size số. 2.0, 3.0 này. Đấy. À, nó sẽ gồm có cho các bác đó là 0,75. 0,75 này. 0,5, 0,75, 1. 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Đấy, nói chung là rất là đầy đủ. Đến 3,5. Như thế đến 3,5 luôn. Một cái dòng kính cận như này thì nó là xuất xứ của nó đến từ Made in Germany của Đức. Hàng này, hàng của Berlin. Hàng thương hiệu Berlin này. Của Đức này. Berlin của Đức này. Đấy, và con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 250k. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Hàng này thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi bên các bác mới phải thanh toán, nên là không phải lo lắng gì đâu. Đấy. Kính cận, kính lão. Kính cận, kính lão đầy đủ các độ cho các bác luôn. Mắt các bác ví dụ mắt yếu rồi thì các bác có thể đeo những cái loại nặng đô hơn một chút để các bác có thể đọc báo xem TV cho nó thuận tiện. Đó. Cái răng, cái tóc thì nói chung là cái mắt của nó cũng rất là quan trọng. Đấy. 250k với bên nhà em bao ship nhé. 250k và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo, một con Lutz. Hàng đẹp luôn. VEL này. Xịn sò. Xịn sò luôn nhé. Size kính của nó này. 14,3. 14,3. Con này thì chống tiêu UV và bảo vệ mắt rất là tốt luôn. Hàng này thì của đây, thương hiệu của nó đây. Hàng của Italy này. Italy này. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã D68. Các bác lên cho em mã này là mã D68 nhé. D68.
D68 350k, bao ship toàn quốc cho các bác cái mã D68 này, 350.000 đồng. Và bên em bao ship cho các bác cái mã D68 này nhé. D68 350k và bên em bao ship cho các bác luôn. D68 350k bao ship. Đó. Một cái mã kế tiếp, một con Prada. Prada. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn này. Thời trang phong cách luôn. Thời trang và phong cách luôn. Cái size kính của nó này. Cái size kính của nó, con này thì là size của nó là size 14. Size 14 cm. Size của nó là size 14 cm. Hàng này cũng là đến từ hàng của Italy. Hàng Italy này. Giá thì các bác yên tâm luôn rồi. Cái giá nhà em thì lúc nào cũng thế. Giá cực tốt luôn. Italy. Các bác lên cho em mã này là mã D69. D69 này. D69 220k bao ship, 220k mã D69 và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. 220k cái mã D69 và bên nhà em bao ship nhé. Một con tiếp theo. Đây. Con này với con này là một à? À, là một, nó khác nhau một tí cái màu thôi. Hơi một chút thôi chứ không có khác nhau nhiều. Thôi, một mã cho nó là một mã. Một cái mã tiếp theo, một con Gucci. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, đẹp xịn xò luôn. Hàng này thì đến từ Italy. Gucci. Đẳng cấp. Đẳng cấp luôn các bác nhé. Kích thước của nó này. Kích thước của nó là 14,5 cm. Hàng đẹp. Hàng đẹp luôn nhé. Gucci 14,5 cm. Hàng đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là cái mã D70. D70. 220k. D70 và bên em đang có cái mức giá đó là 220k và bên em bao ship. Hàng các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Hàng em các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. D70 220.000 đồng và bên em bao ship cho các bác cái mã này, D70 này. Đó. Một con tiếp theo. Rất là xịn sò luôn này. Con này thì hàng của nó là American USA của Mỹ. À, American USA của Mỹ này. Hàng cao cấp luôn. Hàng cao cấp luôn. Đấy. Các bác đeo này. Nhìn rất là đẹp và phong cách luôn. Rất là đẹp và phong cách luôn nhé. Kính này thì chống tiêu UV và chống chảy xước nhé. Đấy, các bác đi thì nó cũng, nếu mà ví dụ là các bác đeo khẩu trang ấy, cái hơi ở cơ thể chúng ta hơi mồm ấy, chúng ta đeo khẩu trang thì nó đỡ bị hấp hơi nhé. Nó không phải là chống được mà nó hạn chế. Mà nó sẽ hạn chế hấp hơi. Con này thì đây, kích thước của nó này các bác này. 14,3 cm. 14,3 cm nhé. Các bác lên cho em mã này là mã D71. D71 này. 370k. D71 370.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn nhé. 370.000 đồng cái mã D71 này. Và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. Mã D71. Một con tiếp theo. Một con Maybach. Đẹp chưa? Các bác có thể nhìn thấy con này rất là đẹp. Đằng sau này. Mở ra này. Cái size kính của nó này. 14 cm.
Dài kính của nó là 14 cm. Maybach. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Xịn sò. Đẹp xịn sò. Và các bác nhận hàng bên nhà em thì là kiểm tra hàng thoải mái. Con này hôm nay em tri ân cho các bác cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên cho em mã là mã D72. D72 ở 220k, giá tri ân luôn. Giá tri ân luôn nhé. D72 220k bảo bên em bao ship 220k. Một cái mã tiếp theo, một con Dita. Một con Dita. Dita này thì cũng là hàng của Italy. Dita này cũng là hàng của Italy. Đấy. Italy. Con này thương hiệu của Dita. Đẹp xịn sò. Đẹp xịn sò. Size kính của nó đây. 14 cm các nhé, 14 cm. Con này thì bên nhà em cũng có cái mức giá đó là 220.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã D73. D73. 220k. Và giá này là bao ship cho các bác rồi nhé. Đấy. À, hàng nhà em thì các bác cứ nhận hàng, tất cả các mặt hàng bên nhà em nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Rồi các bác mới phải thanh toán, nên là các bác không phải lo lắng là bảo là sợ là bán hàng đẻo hay là hàng kém chất lượng hay là bất cứ một cái gì cả. Đấy, riêng nhà em bán hàng đảm bảo cho các bác là uy tín chất lượng, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. Đó. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Hôm nay thì đợt này em lại về thêm cho các bác một số những mẫu bếp ga mặt kính này. Ờ, chức năng thì thoải mái rồi nhé, nấu cơm này, hẹn giờ các thứ đầy đủ này. Có chế độ 3 giây này. Đây. Bật nhẹ bếp là lên nhé. Bật nhẹ bếp là lên. Con này thương hiệu của nó Osaka Ga, hàng đúng hình. Đấy, gửi cho các bác là đúng hình và bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Riêng cái dòng bếp ga này bảo hành cho các bác 1 năm, thực ra bảo thế thôi nhưng mà nó cũng chả bao giờ việc gì đâu. Đó, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Đấy. Thì đây, khi mà các bác nhận hàng ấy, có một số bác ấy, khi bác nhận hàng ấy, thì là tất cả cái khay của nó em để ví dụ đây rồi. Đấy, là em sẽ để nó trong cái lò nướng như này cho các bác. Tất cả các cái kiềng bếp là em sẽ để trong lò nướng như thế nhé. Đó. Và đây. Khay lò nướng của nó đây. Hàng sạch đẹp luôn. Hàng vệ sinh sạch đẹp cho các bác luôn này. Hàng vệ sinh tất cả đều sạch đẹp cho các bác luôn. Đấy, và ấn này. Ấn này là lên lửa, ấn là lên lửa. Đó. Bếp ga này, mặt kính này. Bếp ga mặt kính này. Đó, hàng không vỡ nhé. Hàng này không vỡ nhé con nhé. Đẹp sạch sẽ. Đẹp sạch sẽ luôn đây, lò nướng của nó này. Đấy, đẹp lò sạch sẽ luôn. Đấy. À, tất cả đều bán lưới chống chuột nhé. Tất cả thì bên nhà em đều bán lưới chống chuột, cẩn thận cho các bác luôn. Đấy, và bếp ga nhà em các bác yên tâm, test tiếp các thứ đầy đủ cho các bác. Đây, nấu cơm này. Đấy. Đây đây, nồi cơm này. Nấu cơm này, tắt này. Hẹn giờ này. Đấy, to ga bé ga này. Hai bếp đều như thế này. Bật nhẹ là lên, bật nhẹ là lên nhé. À, sẽ tặng kèm theo cho các bác đó là một cái lưới chống chuột và pin. Tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột và pin nhé. Các bác lên cho em mã bếp ga này là bếp ga hôm qua là V, hôm qua là bếp ga G hai mấy rồi hôm nay. Hôm nay lên đến bếp ga G30. Các bác lên cho em mã này mã G30. Đấy, em cứ lên cho nó khác mã đi để cho nó đỡ nhầm. Đấy, các bác lên cho em mã này mã G30. G30. Con này mặt kính nhá, mặt kính full chức năng này, cái chức năng của nó đây, những chức năng của nó rất là xịn sò luôn. Con này bên em đang có mức giá của nó đó là 2.500.000. Và bên em bao ship luôn nhé. 2.500.000 đồng mà bên em bao ship cho các bác cái mã G30 này. Cái mã bếp ga G30. Con này đời của nó thì là đời 2020 nhé. Đời 2020 luôn, hàng đẹp luôn. Một cái mã sản phẩm bếp tiếp theo. Con này mặt kính này. Đấy, lò nướng các thứ này. Đấy, hôm nay thì những cái dòng bếp ga này nó sàn sàn giống nhau nên là các bác cứ yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn. Chưa lắp pin, quên chưa lắp pin. Các bác lắp pin vào nhé. Sẽ tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin. Sẽ tặng cho các bác một đôi pin và
Đấy, tặng kèm thêm cho các đôi pin và bắt cho các lưới chống chuột, lắp cho các lưới chống chuột bên dưới luôn. Đấy, các bác thì nhìn thấy gà rất là xanh luôn, gà rất là xanh, rất là đẹp luôn nhé. Lò nướng của nó này sạch sẽ luôn này, lò nướng hàng đẹp luôn nhé, có chức năng nấu cơm này. Đây là những dòng mặt kính của nó có chức rất là nhiều chức năng xịn sò luôn, rất là nhiều chức năng xịn sò luôn nhé. Tắt này, tắt bếp này. Đấy, đây lò nướng của nó đây sạch sẽ nhé, đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Lò nướng đã vệ sinh sạch sẽ, các bác chỉ được về dùng thôi. Con này đời của nó thì là đời 2020, đời 2020 nhé các nhé, đời 2020. Còn bếp gà các bác lên cho em mã này là mã G31 G31 nhé, G31 này. Con này bên em đang có mức giá đó là 2.500.000 và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, bếp ga mặt kính, bếp ga mặt kính nhé, hàng xịn sò luôn. Bật nhẹ là lên, bật nhẹ là lên này, bật nhẹ lên, bật nhẹ lên, ga rất là xanh luôn, các bác có chỉnh ga rất là tiện lợi luôn. Lò nướng này rất là ok luôn. Đấy, lò nướng này đó, các bác lên cho em mã này, mã G31, 2.500.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo, một con mặt men, một con bếp ga mặt men. Bếp của con này là bếp đồng, bếp con này bếp đồng nhé. Độ nhạy thì phím xoáy nhé, độ nhạy thì tuyệt vời luôn này. Phím xoáy độ nhạy tuyệt vời luôn đó, hàng đẹp luôn nhé. À, quên mất từ nãy giờ không đo cho các bác cái kích thước, từ nãy giờ không đo cho các bác kích thước thì đo lại. Lò nướng của con này thì nó bằng lò nướng inox, hàng đẹp luôn nhé, đã dọn vệ sinh sạch sẽ, đã dọn vệ sinh sạch sẽ nhé. Kích thước của nó đây 56cm nhân với lại 39, 56 nhân 39, chiều sâu của nó sẽ rơi vào 17,5. Con này các bác lên cho em mã này là mã G32. Đời của con này là đời 2021. Đời con này đời 2021. G32, con này bên em đang có mức giá đó là 2.050.000. 2.050.000 đồng, mã G32 này. Mã G32. Đó. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán, mã G32. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con Paloma nữa. Con này thì có 3S. Con này có 3S này. Lúc đầu tiên lúc nào thế nhá, các bác sẽ phải mất một chút thì mới vặn được ga này. À đây, phải ấn thắt là các bác phải ấn sâu vào một chút thì nó mới dễ lên được. Đó, ga rất là xanh luôn nhá. Tất cả bếp ga nhà em nhá đều có bếp chống cháy. Bếp chống cháy nồi. Đấy, bếp chống cháy nồi. Hàng thì đã dọn sạch sẽ cho các bác rồi. Kích thước của nó thì gần như là như nhau thôi, 56 nhân với lại 395. Đấy, chiều sâu của nó cũng thế. Tất 17, con này 17. À, tất cả thì đều có lưới chống chuột, tất cả thì đều tặng cho bác lưới chống chuột. Con này là của Paloma. Đấy, bếp trái phải bếp này. Đấy, con này thì là lò nướng này. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp xịn sò luôn. Đó. Cái lò nướng của nó đây. Cái lò nướng của nó. Lòng bếp thì sạch sẽ luôn này. Đấy, em bật bếp nướng lên cho bác. Đẹp luôn này, đẹp luôn. Đấy, để các bác nướng thoải mái luôn. Đấy, hàng ok luôn đấy các bác nhé, hàng ok luôn. Cả em đã chất dọn thứ sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác về các bác chỉ việc là cắm ga vào đun thôi. Các bác về các bác chỉ việc cắm ga vào đun thôi nhé. Con này các bác lên cho em mã này là mã G33. Đời của con này là đời 2021. G33. Con này bên em đang có mức giá của nó là 2.050.000. Ở bên nhà em bao ship nhé, ở bên nhà em bao ship 2.050.000 đồng, ở bên nhà em bao ship, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái không nhé. Một cái mã bếp ga tiếp theo, hàng đẹp sạch sẽ luôn, hàng đẹp sạch sẽ luôn. Con này thì đời của nó đời 2021, cũng là của Paloma nhé, cũng là của Paloma luôn. Hàng tất cả đều là đẹp luôn, nói chung là gần như là lung linh, độ mới của nó còn gần như là trên 90%, hàng chất lượng nhé. Kích thước của nó thì đương nhiên rồi, tất cả thì nó đều như nhau thôi. Tất cả của nó đều như nhau thôi. Và đây các bác có thể thấy ga lên rất là xanh này, ga của nó lên rất là xanh và rất là đẹp. Đó, rất là xanh và rất là đẹp luôn nhé.
Con này thì đời 2021. Đời 2021. Nói chung là con này cũng rất là ok luôn. Với khoái cái thứ này. Sạch sẽ cho bác hết rồi. Các bác chỉ việc về là dùng, cắm ga và là sử dụng, bật nhẹ là lên, luôn. Đó. Paloma. Con này các bác lên cho em mã này, mã G35 em xin lỗi. 34 hay 35 nhỉ? 30, 31, 32, 33, 34. G34. G34. 2.050.000 bao ship. 2.050.000 đồng vào bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ nồi Đức 6 món. Để em giới thiệu chi tiết của bộ nồi này trước đã nhé. Germany của Đức này, 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Trong đó thì đây là một cái chảo này, 3.4 này, một cái xoong máy bột 2.1 này, một cái xoong to 6.6 này. Đây kích thước của nó đây. Kích thước của 6 cái đây. Tí nữa xong em chỉ đi và giới thiệu qua cho các bác thôi. Còn đây là kích thước của 6 cái của nó. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Hàng của Germany của Đức luôn, một bộ nồi 6 món. Còn đây đầu tiên thì là một cái chảo. Một cái chảo này thì dòng chảo nó là chảo chống dính nhá. À, thương hiệu của nó là Erlenmeyer, đun được bếp từ này, bếp ga này, bếp điện này, bếp hồng ngoại này, nói chung là đun được rất là nhiều loại bếp. Đáy của nó cũng tương đối là dày. Đáy của nó cũng tương đối là dày nhá. Dòng này là dòng chảo chống dính này. Đấy, dòng chảo chống dính. Con này thì là 24 sâu 7.5, dung tích 3.4. 24 sâu 7.5, dung tích 3.4. Đấy, đầu tiên đó là một con chảo chống dính. Thứ hai đó là một cái xoong ngoáy bột này. Cái dòng nồi này là bộ nồi 5 đáy các nhé. Đó, thì các bác đun ý, thì nó có ít bị khê, ít khi bị khê, tại vì làm sao, cái đáy của nó cũng tương đối là dày và bắt nhiệt rất là nhanh nhé, nó bắt nhiệt rất là nhanh luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenmeyer, hàng cực kỳ xịn luôn. Và mỗi con này nó đều có một cái nắp vung riêng nhé, nên là các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đó, tiếp theo đây, vung này, một cái xoong to, con này các bác luộc con gà thoải mái luôn nhé, đó. Đấy, xong gia đình các bác dùng nhé. Trong gia đình nếu một gia đình là ở dùng thoải mái luôn. Đây là một cái xoong máy bồ, một cái xoong to này, 24 nhân với lại sâu 14.5. Con này là dung tích là 6.6. Đó. Một cái xoong nhỡ này. Cái xoong nhỡ này thì đây. Tất cả của nó thì hàng đẹp nhé. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. 20 sâu 12.5. Đều có nắp vung hết. Bên trong của nó cực kỳ đẹp. Một cái xoong bé nữa này, 18 sâu 11.5 này. 18 sâu 11.5 này. Năm đáy, hai quai. Sách cầm rất là ok luôn. Và cuối cùng một cái xoong con. Xoong này cũng của nó cũng là 16 nhân với 10 sâu 10.5, dung tích 2.1. Một cái bộ nối Đức này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 700.000 đồng thôi nhé. 700k một cái bộ nối Đức này. Và bên nhà em bao ship luôn. 700.000 đồng một cái bộ nối Đức này, và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Nên là các bác yên tâm, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái của bên nhà em luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. 700.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đó, bộ nồi bộ nồi Đức 5 đáy. Cái bộ nồi này là bộ nồi Đức 5 đáy, 700k bao ship các bác nhé. Tiếp theo thì đó là một cái bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này, hàng mới luôn. Con này thì cũng như con kia thôi. Những cái kích thước của cái bộ nồi của nó cũng giống nhau. Đấy, bộ nồi Casavilla 9 đáy này. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Chảo 24 x 6.5 này, 24 x 13.5 6.1 này. Nói chung là nó cũng tương đương với con kia thôi. Đấy, em cũng review luôn, hôm nay bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra. Bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra để review cho các bác luôn. Đó. Nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn cho các bác luôn này. Đấy, bên trong này thì những cái giấy này thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Đấy, đầu tiên đó là hai cái nắp vung này, em cứ để riêng ra đây đã nhé, tí nữa em sẽ đi và review chi tiết cho các bác luôn. Bộ nồi này mới luôn này. Đây, Casavilla
chín đáy này, các bác có thể nhìn thấy đáy của nó rất là dày nhé. Khi các bác nhận hàng nhé, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé. Riêng nhà hàng nhà em là các bác cứ nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn cho em. Đó, bỏ riêng ra. Đấy, con xong máy bột này, một con xong con này, tất cả đều rất là đẹp. Đấy, cũng bóc hộp ra luôn, cũng bóc hộp ra review cho các bác luôn nhé, chứ cũng không phải là giấu giếm gì đâu. Đấy, hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn là đáng đảm bảo. Hàng nhà em là các bác cũng yên tâm luôn, đảm bảo tại vì làm sao? Hàng nhà em là các bác nhận hàng các bác kiểm tra được cơ mà, còn được kiểm tra thoải mái cơ mà, nên là các bác không phải lo lắng gì đâu. Cứ mạnh dạn lên, đấy, cứ tự tin lên đặt hàng nhà em luôn. Hàng nhà em thì cam kết cho các bác là hàng chất lượng luôn. Hàng nhà em này, nhà em cam kết cho các bác là chất lượng xịn sò, và hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, hàng đảm bảo. Đấy, đáy của nó này, chín đáy này, tay sách các thứ cầm này. Song của nó là song inox nhé các bác nhé. Cái song này của nó là song inox nên là nó dùng rất là bền luôn. Để em nhét cái này vào đây. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn. Này. Tất cả đều có nắp vung nhé. Đấy. Song to này. Cái song to của nó này rất là dày dặn. Luôn nhé. Bộ nồi này là bộ nồi chín đáy các bác nhé. Bộ nồi Kasai Villa chín đáy. Hàng các bác nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ, nên là các bác không phải lo lắng gì. Đây, đã bóc xong. Đấy, còn đây là đi vào chi tiết này. Đây, đầu tiên đó là một cái chảo này. Chảo chống dính này. Đấy, chảo chống dính này. Đó. Vung nước đầy đủ nhá. Vung đầy đủ luôn này. Đó, một cái chảo này. Một cái song to này. Đấy, kích thước của nó thì nó đã ghi ở ngay ngoài thùng rồi các bác nhé. Đấy, một con song nhỏ này. Một con song máy bột. Một con song con này. Một con song máy bột này. Đấy, chọn một bộ nồi. Chọn một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy như thế này. Đấy, chọn một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy bên nhà em đang giảm giá cho các bác rồi nhé. Giảm giá cho các bác xuống còn 950.000 đồng. 950 cái. Và bên nhà em bao ship luôn. 950.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Các bác nhận hàng bên nhà em nhé, là các bác yên tâm luôn là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ nồi Kasai Villa. Đấy, khi các bác nhận hàng ý là toàn bộ là hàng mới hết. Toàn bộ là hàng mới, chưa qua sử dụng một lần nào. Nếu mà qua sử dụng rồi là cái đáy này nó sẽ có màu khác luôn. Nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Đây, sản phẩm đầu tiên đó là một con dao thái của Nhật này. Dao thái dòng này là dao thái của thương hiệu Wonbo. Đấy, hàng đẹp luôn này các bác này. Các bác có thể thấy con này thì các bác thái rau, thái thịt, các thứ thì thoải mái luôn này. Độ sắc bén của nó thì gọi là trên cả tuyệt vời luôn các bác nhé. Độ sắc bén của nó trên cả tuyệt vời luôn. Rất là sắc luôn. Rất là sắc bén. Đấy. Rất là sắc bén luôn. Con này thì để em đo luôn cho các bác cái kích thước của con dao nhé. Dòng dao thái. Dao thái của Wonbo. Giá của nó thì hôm nay thì các bác yên tâm cực kỳ ok luôn nhé. Kích thước của nó là tổng chiều dài của nó sẽ là 30cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 17,5. Thương hiệu của Wonbo, hàng nội địa Nhật. Ở một con dao này thì bản dao của nó đây là 4,8cm. Con này các bác lên cho em mã này là mã Thái G5. Nhé. G5 này. Thái G5 con này bên em đang có mức giá của nó đó là 150.000 đồng. Mã Thái G5 này. Và bên em bao ship luôn. 150k bên em bao ship luôn nhé. Đấy, 150k một con Thái G5 này bao ship luôn, giá cực kỳ tốt luôn. 150.000 bao ship. Đấy, đến tận nhà các bác. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đó. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng liếc mài dao. Liếc mài dao này thì là dòng mài dao dẹp. Các bác có thể mài dao, cái độ tiếp xúc của nó cực kỳ lớn. Đây, ví dụ này. Đấy, các bác tiếp xúc cực kỳ lớn luôn để các bác mài dao. Rất là ok luôn nhé. Con này thì kích thước của nó đây. 43cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 30 nhé.
từ phần lưỡi phần cán của nó là 30 cm. Con này thì bên em đang có mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã liếc mài dao. Liếc mài dao nhé. Liếc dẹt. Liếc dẹt 100k. Liếc mài dao dẹt giá chỉ 100.000 đồng. Giá chỉ 100.000 đồng. Đó. Hàng của nhà em thì các bác yên tâm luôn là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái kéo cắt gà của Nhật. Con này thì nó có này, đánh vảy cá, cắt gà vịt này, ăn hải sản này, rất là ok luôn. Hàng của Japan. Chất thép của con này là chất thép SK5. Chất thép SK5. Hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì một cái dòng này là kéo cắt gà của Nhật nhé. Kéo cắt gà của Nhật. Bên nhà em đang có mức giá đó là 140.000 đồng một cái. 140k. Hàng đẹp luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Các bác lên cho em mã này là mã kéo gà Nhật. Các bác lên đúng mã hộ em nhé. Để cho đỡ nhầm. 140k. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn các bác nhé. 140.000 đồng. Kéo gà Nhật. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Kéo gà Nhật 140k. Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một cái dòng bơm 2T, bơm dẫn chân. Giá vô cùng tốt luôn các bác nhé. Giá vô cùng tốt luôn và hàng cực kỳ chất lượng luôn. Này, này. Các bác dẫn này. Bơm rất ok luôn nhé. Dẫn bơm rất ok luôn này. Con này thì chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Hai ống ti. Hai xi lanh, khung của nó này. Khung gầm cái thứ rất là chắc chắn. Đấy. Các bác bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm ô tô rất là ok luôn. Con này thì nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan, Stanley. Hàng nội địa Nhật, Made in Japan, Stanley này. Con này thì dây chịu áp lực nhé. Ở đây thì đầu của nó này, cái đầu bơm của nó thì nó sẽ có hai đầu. Một đầu là các bác bơm dòng xe đạp ấy. Xe đạp này. Đấy. Còn một đầu là các bác bơm đầu xe máy, ô tô. Rất là tiện nhé. Ở đây nó còn có những cái phụ kiện như kiểu là các bác bơm bóng các thứ này. Các phụ kiện các bác bơm bóng cái thứ này rất là ok luôn. Con này bơm này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm luôn nhé. Giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi. 200k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 200.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Cái dòng bơm 2T bơm dẫn chân của Stanley này, bơm 2T bơm dẫn chân. 200k bao ship cho các bác cái mã bơm đầu tiên. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng ấm siêu tốc nhé. Ấm siêu tốc này thì nó là một dòng ấm siêu tốc kính chịu lực. Kính chịu lực như các bác đun thoải mái luôn, không sợ bị vỡ. Đấy, giá của nó thì rất là mềm luôn. Con này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi. Thương hiệu của nó là Gokudo. Gokudo, một cái thương hiệu của Hàn Quốc nhé các bác nhé. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Công suất của nó thì lên đến 1500W. Nên là rất là ok luôn. Dung tích của con này thì là 2 lít. Đun rất là nhanh sôi nhé các bác nhé. Cái dòng này đun rất là nhanh sôi. Đây, phụ kiện của nó đầy đủ, một bộ của nó sẽ như thế này. Một bộ của nó đầy đủ sẽ là như thế này cho các bác. Về các bác chỉ việc cắm điện vào đổ nước vào là dùng thôi. Cắm điện vào đổ nước là dùng thôi. Công tắc bật tắt này. Nắp của nó này. Ấm nước siêu tốc nhé. Ấm nước siêu tốc Gokudo của Hàn Quốc. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 130.000 đồng một cái. 130.000 đồng một cái ấm nước siêu tốc. Một cái mã ấm nước siêu tốc nữa. Bên nhà em xin giới thiệu các bác một con Josibiam này. Hàng của Made in Germany của Đức. Hàng của Germany của Đức này. Con này thì đây. Các bác mở nắp này. Mở nắp các bác ấn nút này. Đây. Rất là xịn sò luôn. Bên trong của nó là inox nhé. Bên trong của nó là inox này. Con này dung tích của nó lên đến cái vạch này là 1.8 lít. Nhưng con này chắc phải được 2 lít. Đựng được 2 lít nhưng mà chúng ta không nên dùng nhiều quá. Công suất của nó là 1.000W đến 1.650W. Sử dụng nguồn điện từ 100 đến 230V 60Hz. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn này. Đấy, phụ kiện của nó thì cũng có một cái đế này cho các bác này. Sử dụng nguồn điện 220V. Các bác lên cho em mã này là mã ấm đun nước siêu tốc Đức nhé. Ấm đun nước siêu tốc Đức. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 530.000 đồng nhé. 530.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn. 530k. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc này. Rất là xịn sò luôn. Đây các bác mở nắp đi. Bên trong này. Xịn luôn. Chất lượng, hàng xịn chất lượng. Và những cái dòng ấm siêu tốc này thì đun các bác đun rất là nhanh sôi nhé. Đun rất là nhanh sôi. Nên là dùng rất là ok luôn. Đó.
hàng đẹp và giá tốt luôn, 530.000 đồng. Hàng của thương hiệu này của nó đây, Germany của Đức. Đó. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bình ủ trà. Con bình ủ trà. Dung tích của nó là dung tích 1 lít. Inox của nó bên trong là inox 316. Inox của nó bên trong là inox 316 nhé. Và đây là cái khay lọc trà. Và đây là cái khay lọc trà này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò, hàng đẹp luôn. Các bác cho trà vào đây này. Dòng bình ủ trà đây. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng. Các bác về các bác bỏ cho trà vào, các bác rót. Và các bác lưu ý một cái điều, đó là khi mà đang các bác đang để nước nóng thì các bác không để trực tiếp nước lạnh vào. Đây ví dụ đi, em mở đây. Ví dụ các bác đang để nước đá đây chẳng hạn, nước đá đây chẳng hạn, các bác không đổ đi và các bác cho trực tiếp nước nóng vào. Và ngược lại là các bác không để nước, đang để nước nóng đây, các bác không hất đi và các bác cho trực tiếp nước lạnh vào thì nó sẽ làm cái mất nhiệt chân không. Con này là hai lớp inox chân không, bên ngoài là phủ một lớp sân tĩnh điện chống chảy xước cho các bác. Cái mã bình ủ trà này bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 90k thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 90k thôi ạ. 90k một cái mã bình ủ trà như thế này. Hàng đẹp giá tốt luôn. Bình ủ trà nhé. 90k. Xịn sò luôn các bác nhé, xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Tông đơ hớt tóc di chen, mùa hè sắp đến rồi. Các bác cắt tóc cho con cho cháu thì chúng ta cần có một cái tầm tông đơ này để các bác sử dụng. Hàng này thì hàng mới luôn, trong bộ này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái lược, một chai dầu để bôi trơn này, bốn cây cữ này, cữ ở đây thì là 36912, 36912, một cái dây cáp và một cái chổi. Và quan trọng nhất đây là một cái thân máy. Bóc ra này. Ở đây các bác có chỉnh cỡ đây. Rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn này, các bác lắp cữ vào này. Đấy, rồi các bác cắt. Rồi các bác cắt. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn nhé. Và rất là dễ sử dụng. Đấy, rất là tiện lợi và rất là dễ sử dụng. Đó. Một con tông đơ hớt tóc. Một con tông đơ hớt tóc. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện cho chúng ta đó là từ 100 đến 240V. Con này công suất nó là 3W. Các bác cắm trực tiếp nguồn điện cho em vào đây. Đấy. Rồi các bác sẽ cắm vào điện 110 hay điện 220V đều được. Tông đơ di chèng. Tông đơ di chèng. Hàng mới chưa qua sử dụng đâu nhé. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Con này bên em đang có mức giá chỉ có 150.000 đồng. Tông đơ này 150k. Hàng đẹp mà giá tốt luôn nhé các bác nhé. Hàng này hàng đẹp và giá tốt luôn. 150k. Hàng đẹp giá tốt, 150.000 đồng, tông đơ hớt tóc. Tông đơ hớt tóc. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Cái hòm này là hòm đạn. Các bác có thể về đựng đồ được. Đấy, các bác về có thể đựng đồ được này, rất là xịn sò luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn. Bên trong này em đo kích thước cho các bác luôn nhé. Em đo lọt lòng của bên trong này nhé. 28cm. Chiều ngang của nó là 14,5. 14,5. Sâu của nó là 18cm. Đựng đồ cái thứ này thoải mái luôn. Đấy, các bác đựng đồ cái thứ thoải mái luôn này. Phải đậy lại. Đấy, đựng đồ thoải mái luôn nhé. Hàng này thì của USA, của Mỹ này. Đấy, đạn đựng cái hòm này đựng đạn 7,62mm. Nhưng mà thôi, chúng ta không nói đến cái chuyện là nó đựng cái gì mà các bác mua về dùng làm gì thôi. Mà các bác mua về dùng làm gì thôi. Đựng đồ các thứ thoải mái luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mẫu hòm đạn như này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 350k nhé. 350k và bên nhà em bao ship. 350k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã hòm đạn nhé. Hòm đạn kích thước và chi tiết các thứ em đã đo sẵn cho các bác rồi. Các bác yên tâm. Nhận hàng với em ý, thì các bác về các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Cứ đúng như quảng cáo là được. 350k bao ship toàn quốc. Đấy. 350k bao ship toàn quốc cho các bác cái mã hòm đạn này. Hòm đạn này luôn nhé. 350.000 đồng bao ship.
Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ly giữ nhiệt Nhật bãi. Ly giữ nhiệt Nhật bãi này. Con này thì đây, em xin đo cho các bác cái kích thước luôn cho nó dễ nhé. Này, kích thước em lấy từ số 10 này cho nó xanh chín này. 10 này. Con này kích thước của nó là 8,8 cm nhé. Đấy, đến đo phổ bì đấy. Đấy, còn cái chiều cao của nó đây là 12 cm, là 12 cm. Ở ly này là ly giữ nhiệt inox, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn sò, hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Con này thì nó sẽ có hai mức giá. Đấy, các bác mua từ 6 cái trở lên, tức là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, thì giá của nó ấy, từ 5 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 60.000 đồng một cái. Thì giá của nó sẽ là 60k. Thì giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Đấy là từ 5 từ 6 cái trở lên. Đấy, còn mà từ 5 cái các bác lấy 5 4 3 2 1 cái trở xuống thì giá của nó sẽ là 65.000. Giá của nó sẽ là 65.000 một cái. Đấy. Thì là từ 6 cái trở lên thì nó có hai cái mức giá đấy. Đấy là 5 4 3 2 1 thì nó sẽ là 65k trên một cái. Và riêng cái dòng ly này thì bên nhà em là không theo cái chính sách bao ship của 200k, mà từ 10 cái trở lên nhé. Ly giữ nhật này thì từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship. Từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship cho các bác. Tức là các bác lấy từ 10 cái là em mới bao ship nhé. Tại vì hàng chất lượng thực sự ra với các bác luôn. Bán giá này là bán giá kèm thôi, còn các shop người ta đang bán là 70.000 đấy, thì người ta mới có thể bao ship được cho các bác 200k đó. Còn em bán giá thực sự với các bác luôn, là giá như em bán là giá cạnh tranh luôn, giá cực kỳ tốt luôn đấy, để cho các bác có thể có mức giá tốt nhất để các bác sử dụng nhé. Ly giữ nhiệt Nhật bãi nhé. Ly giữ nhiệt Nhật bãi có hai mức giá các bác lưu ý nhé, đó là 60k một cái và 65k một cái. Đó là khi các bác lấy từ 5 cái trở xuống và 5 cái trở, từ 6 cái trở lên. Hàng đẹp, chất lượng. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và có một cái điều lưu ý, một cái điều lưu ý nhỏ nhỏ khi các bác sử dụng cái mẫu này, đó là các bác đang đựng nước nóng ở đây, các bác không hất đi và các bác đổ nước lạnh trực tiếp vào, mất nhiệt luôn, vứt cốc. Đấy là không sử dụng được giữ nhiệt nữa. Đó là một cái lưu ý nhé, một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi các bác sử dụng cái mẫu ly giữ nhiệt này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bộ cạo râu 36 lưỡi khi các bác nhận hàng ấy, là hàng của nó là hàng của nguyên túi này nhé. Đây, một cái bộ cạo râu. Nó gồm có cho chúng ta đó là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Và một cái lưỡi cạo ở trong cái này nữa. Đó là 36 lưỡi. Và một cái lưỡi cạo ở đây nữa, nó là 36 lưỡi. Đó là 36 cái lưỡi. Cực kỳ ok luôn. Cực kỳ ok luôn. Và cái lưỡi này là lưỡi kép. Và cái lưỡi này là lưỡi kép. Đó. Và cái một cái hộp kép. Và một hộp kem nữa này. Đó là tổng cộng của nó là 37, 38 chi tiết, nhưng mà là 36 cái lưỡi. Hàng đẹp luôn nhé, hàng xịn sò luôn, hàng xịn sò luôn. Và giá thì em thì các bác yên tâm là giá mềm luôn. Giá trước là 55.000 đồng, lần này em giảm giá cho bác luôn xuống còn 50k. 50.000 đồng một cái mẫu cạo râu 36 lưỡi này. 50.000 đồng một cạo 36 lưỡi. Các bác lên cho em mã này là mã cạo râu 36 lưỡi, 50.000 đồng một túi này. 50.000 đồng một túi này. Không biết là như này thực sự ra với các bác luôn là không biết là dùng bao nhiêu lâu mới hết được. Đấy, không biết là dùng bao nhiêu lâu mới hết được bằng này cái. 30 mấy cái lưỡi này, 36 cái lưỡi. Các bác lên cho em mã này là mã cạo râu 36 lưỡi nhé. Cạo râu 36 lưỡi 50.000 đồng. 50.000 đồng. Bác nào mà không thích dùng cạo 36 lưỡi thì chúng ta có thể sử dụng sang máy cạo râu Panasonic. Hàng nếu mà khi các bác nhận hàng đến tay, hàng của nó là hàng mới nguyên hộp. Khi các bác nhận hàng đến tay là hàng của nó hàng mới nguyên hộp. Đấy, các bác sẽ bóc ra. Đây, nó sẽ mới toanh như này cho chúng ta luôn này. Nó sẽ mới toanh. Đó, còn đây em sẽ xin phép là được review cho các bác. Review cho các bác cái máy này nhà em đang sử dụng được 2 năm. Đó, đầu tiên thì các bác lưu ý cho em một cái, đó là cái cách các bác lắp pin. Đấy, lắp pin con thỏ thôi, lắp pin con thỏ pin AA thôi. Đấy, thì các bác lắp pin nhé, bình thường các bác nhìn này. Đúng không ạ? Thì các bác sẽ lắp pin vào như này đúng không? Thì lắp pin vào như này sẽ không chạy. Chắc chắn không chạy. Đấy. Và các bác phải đảo ngược cái chiều pin như này. Và các bác sẽ đảo ngược cái chiều pin này cho em. Chạy luôn. Đấy, chạy luôn mà chạy rất là tít luôn.
chạy luôn rồi đấy, chạy rất là tít luôn. Con này em đã sử dụng được trên 2 năm rồi, trên 2 năm rồi. Bắt đầu là bán cái mã này là đã là từ năm 2000, cuối năm 2022. Đấy, cuối năm 2021 ấy. Đấy cũng lâu rồi, nói chung là cũng phải 2 năm, hơn 2 năm rồi. Đấy, và con này vẫn dùng ok đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, cũng lười lâu em không vệ sinh. Đấy, lâu em không vệ sinh cái lưỡi này mà nó vẫn rất ok nhé. Nó không bị dỉ đâu nhé, nó không bị dỉ đâu này. Đấy, các bác cứ cạo thoải mái luôn. Các bác cứ cạo thoải mái. Đó. Mẫu này là mẫu máy cạo dầu Panasonic. Panasonic nó sẽ sử dụng bằng pin nhé. Cái dòng này nó sẽ sử dụng bằng pin cho chúng ta này. Cạo rất là sướng luôn nhé. Đấy, cạo rất là sướng luôn. Đó. Con này thì các bác sử dụng này. Đến đây thì em là 2 năm rồi mà em vẫn còn rất là ngon như này. Thì bình thường không thì các bác cũng sử dụng được khoảng vài khoảng 3-4 năm. Đấy, nó còn chưa gì hay là chưa có hiện tượng gì ở lưỡi, còn rất là sắc. Một cái máy cạo râu Panasonic sử dụng bằng pin. Hàng thì khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp. Hàng khi các bác nhận hàng nó là hàng mới nguyên hộp. Hàng này là từ siêu thị Nhật. Siêu thị Nhật. Đấy, bạn em nó gửi về. Nói chung là hàng này thì rất ok luôn. Đấy, nó còn cái ấy này đấy. Cái cảnh báo chống trộm của Nhật ấy, người ta dán vào đây. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cũng cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. Một cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Giá của nó là 350.000 đồng. Một cái máy cạo râu Panasonic này. Và bên nhà em bao ship này. 350.000 bao ship toàn quốc. Cho các bác luôn. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Đây thì em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ổ điện thông minh. Ổ điện thông minh nhé. Con này thì dây của nó dài khoảng tầm hơn 2 mét, tầm 2 mét rưỡi. Cái dây này dài tầm 2 mét rưỡi này. Các bác về và cắm điện vào. Và cắm điện vào này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái. Một cái là nguồn ổ cắm là công tắc riêng. Đấy. Một cái nguồn USB này là công tắc riêng. Con này nhé. Thì những cái USB này là bình thường rồi ạ. Là các bác biết rồi. Nhưng nó còn có thêm một cái nữa. Đó là sạc không dây. Nó là thêm một cái nữa cho các bác. Đó là sạc không dây. Đây. Các bác có thể nhìn thấy nhé. Đang sạc này. Đấy. Sạc không dây này. Đấy, nó đang sạc, em bỏ ra nhé. Đấy, đang sạc luôn. Đấy, tức là cái sạc không dây này của nó rất là ok. Đấy. Một con ổ điện thông minh. Con này thì dây của nó dài gần 2 mét. Nó sẽ có riêng biệt luôn, các bác muốn cắm điện hoặc là các bác ví dụ là các bác nằm bác xem phim ý, mà các bác không muốn ấy thì các bác có thể tắt cái sạc đi. Các bác có thể tắt sạc đi để các bác đặt làm giá xem điện thoại. Đấy. Hoặc là các bác có thể vừa sạc vừa xem thì đều được. Hoặc là các bác có thể sạc ở USB này, các bác có thể sạc được những cái vật muỗi hay là những cái máy mắt xoa các thứ đấy. Rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra thì những cái ổ cắm này các bác có thể cắm những cái tác vụ khác. Đều rất là tiện lợi. Một con ổ cắm điện thông minh này. Bên nhà em đang có cái mức giá đó là 250.000 đồng. Ui em xin lỗi. 250k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn nhé. 250.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Ổ điện thông minh. Đấy, các bác lên cho em mã ổ điện thông minh USB này. Có cứ gọi là ổ điện thông minh. Đấy, đây ở đây nó ghi dây của nó là 2m8 cơ. Nhưng mà em cứ đọc là 2m5 cho nó yên tâm. Đó. Ổ điện thông minh. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mẫu sạc bình ắc quy. Con này thì nó sẽ con đầu tiên em giới thiệu cho các bác đó là một con 12V4A 100Ah. Con này thì chuyên sạc tất cả các bình xe máy nhé. Nếu mà các bác nào mà dùng bình xe máy, nguyên bình xe máy không thì các bác nên chọn con này, Forsup. Con này thì sử dụng giá điện của nó là sử dụng điện là 100 đến điện 240V đều được. Công suất max của nó lên đến 75W thôi, nên là nó chỉ sạc bình xe máy thôi. Hàng này thì dùng ngon nhé, nó có cả quạt tản nhiệt các bác nhé. Đây để em cắm điện cho các bác luôn. Đầu tiên thì về các bác cắm điện vào trước. Đây ở đây nó sẽ hiện thị cho chúng ta đó là 13.8V này. Các bác về các bác kẹp cho em vào bình ắc quy, các bác kẹp cho em đúng lửa vào nguội. Đó, là nó sẽ tự sạc được. Đúng lửa vào nguội và nó sẽ tự sạc.
đó, thì nó sẽ sạc đầy pin thì nó sẽ tự ngắt nhé. Cái dòng này thì sạc đầy pin nó sẽ tự ngắt, và ví dụ là cái bình ắc quy của bác này nó có sự cố gì nó cũng sẽ tự ngắt luôn, nó có sự cố gì nó sẽ tự ngắt luôn đó. Đây là một cái mã đầu tiên, hàng này là hàng mới nhé, nó vẫn còn nguyên hộp này, hàng mới nó vẫn còn nguyên hộp này các bác này, đây pho súp này, ấy cảnh báo sự cố hoặc là đầy tự ngắt này, sự cố tự ngắt này, tất cả nó cứ có vấn đề gì nó sẽ tự ngắt hết cho các bác luôn. Mã đầu tiên thì con này thì bên nhà em đang có cái mức giá đó là 200k. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 4A nhé. 4A này, 200k. Bao ship. Sạc 4A 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé, mã đầu tiên. Và lưu ý này, và có một cái lưu ý này là các bác không lấy hai cái đầu này bác quẹt vào nhau xem nó được chưa. Các bác cần việc cắm điện vào và các bác nhìn thấy cái này thì hiển thị là được. Hiển thị là được nhé. Đó, đó là cái mã đầu tiên bên nhà em. Các bác lên cho em mã đầu tiên là mã sạc 4A nhé, 200.000 đồng mà bên nhà em báo ship. Một cái mã thứ hai, một con sạc 6A, 12V 6A, và con này có thể sạc được cả bình 24V 3A. Cái dòng này thì nó có sạc được cả pin lithium này, sạc ô tô này, sạc xe máy này, đấy, và khử xung phát relay lại bình này. Con này thì nó có thể sạc được cả pin lithium nữa. Còn nó có thể sạc được cả bình pin lithium nữa này. Này, chúng ta cũng cắm điện vào. Các bác cũng cắm điện vào. Đó. Và các bác chọn chế độ cho em. Này. Đấy, bình nhà em là bình xe đạp điện thì em có thể chọn vào xe máy cũng được. Đấy, chọn vào chế độ này cũng được. Và các bác kẹp vào đúng lửa ngoại cho em. Kẹp vào đúng lửa ngoại cho em này. Đấy, nó đang 24 nhưng nó nhảy sang 12 luôn, là nó sẽ tự chọn luôn. Đấy, và nó sẽ tự sạc. Đấy, nó cũng có quạt tản nhiệt nhé các bác nhé. Nó cũng có quạt tản nhiệt này. Đó, và nó sẽ tự sạc. Con này thì giá điện của nó cũng là giá điện rất là rộng, điện 100 đến điện 240V. Mắc công suất của nó là 110W. Mắc công suất 110W, nhưng con này có thể sạc được cả bình pin lithium nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Nên là các bác có thể yên tâm, hàng sử dụng tốt. Đấy. Đấy, và nó sẽ tự sạc cho các bác. Bao giờ nó có sẽ tự cố thì nó sẽ tít tít và nó sẽ ngừng lại cho các bác. Nó sẽ ngắt. Đấy, nó sẽ sự cố nó sẽ ngắt cho các bác luôn. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 6A nhé. Sạc 12V 6A 24V 3A thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A để cho nó đỡ nhầm mã nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 340.000 đồng. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này luôn. 340k bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Sạc 6A 340.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn. Đó, các bác về các bác cắm điện vào trước. Các bác cắm điện vào trước thì các bác mới ấy. À, con này thì nó cũng là hàng mới luôn, nó cũng là hàng mới luôn. Đây 12V 6A đây, hộp của nó đây. Hộp của nó đây. Sạc được này, ô tô này, xe này, các loại bình xe 12-24. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn nhé. Và đầy nó sẽ tự ngắt. Đầy nó sẽ tự ngắt. Một con tiếp theo. Một con tiếp theo. Một con sạc ắc quy 8A. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A. Đấy, con này thì to hơn con kia nhé. Con này thì to hơn con kia. Các bác về các bác cắm điện vào. Có một cái điều lưu ý là con này ấy, là nó sẽ chỉ có sạc bình thường thôi. Chứ nó không sạc bình pin lithium. Đấy, bình ắc quy. Các bác về các bác cũng kẹp vào cho em. Các bác về các bác cũng kẹp vào cho em. Đấy. Cái quả tản nhiệt này nhá, thì nó sẽ quay một lúc rồi nó ngắt. Đấy, xong bắt đầu lúc nào nó nóng, bắt đầu thì nó mới quay. Bắt đầu lúc nào nó nóng thì nó mới quay. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Xử lý sự cố các thứ đầy pin nó tự ngắt này. Sự cố nó cũng sẽ tự ngắt này. Đấy. Bình có vấn đề nó cũng sẽ tự ngắt. Rất an toàn luôn. Sạc ắc quy thông minh. Con này thì nó là 12V 8A. Nhưng con này giá của nó sẽ mềm hơn con kia nhé. Con này nó sẽ mềm hơn cái con này. Con sạc 12V 8A này bên em đang có mức giá đó là 320k. Bao luôn ship nhé. 320.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này mã sạc 8A này. Sạc 8A 320.000 đồng và bên em bao ship luôn. Sạc 8A 320.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc nhé. Đó. Các bác về các bác sử dụng thoải mái luôn. Đấy, và xong thì các bác cũng bỏ ra cho em. Đầy pin nó tự ngắt nên là lúc nào mà các bác thấy quên cũng được không sao cả. Quên cũng được không sao cả nhé.
Một con nữa, con này cũng là của Ford Foot. Con này cũng Ford Foot này. Con này thì là siêu to khổng lồ rồi. Con này là con siêu to khổng lồ rồi. Sạc 12V 12A đến 24V 6A. Bác nào mà cần sạc những cái to thì có thể nó. Con này cũng có thể sạc được cả pin lithium. Tất tần tật các cái chức năng thì nó đều sạc được. Đây nút mô đen này. Nút mô đen này các bác phải chuẩn bị trước. Đây, chuẩn bị trước nhé. Như này rồi, các bác mới kẹp vào bình ắc quy. Còn đã kẹp vào bình ắc quy rồi các bác sẽ không chỉnh được nữa. Đấy, riêng con này nó là như thế tại vì nó là bình to nó. Đây. Này. Đấy, nó nhận luôn 12V này. Hay và sạc luôn. Và sạc luôn. Đấy. Chạy rất êm luôn. Đấy, tất cả đều có thể sử dụng điện 110 hoặc là điện 220V đều được nhé. Tất cả cái dòng sạc bình ắc quy như em này đều sạc được cả điện 110 đến điện 220V đều được. Con này thì các bác sạc bình nặng được. Đấy, bình nặng được. Loại to loại bé đều sạc được hết. Có quạt tán nhiệt nhé. Nó có quạt tán nhiệt. Thế nhưng mà lúc nào mà nó nóng thì nó quạt tán nhiệt này nó mới chạy nhé. Lúc nào nó nóng thì quạt tán nhiệt này nó mới chạy. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12V 12A đến 24V 6A. Đây này, nó đã cắm vào rồi thì các bác không ấn được nữa này. Cảm ơn các bác không ấn được nữa. Nhưng mà các bác bỏ nó ra này thì các bác lại chỉnh được ngay. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Con này là sạc 12V 12A. Bên nhà em đang có mức giá đó là 400.000 đồng. 400k với bên em bao luôn phí ship nhé. Sạc 12V 12A 400k bên em bao ship. Và các bác lưu ý nhé là không quẹt 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 nhà đâu nhé. Không có mở cái này ra để quẹt 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 đánh lửa đâu. Nó là điện tử nên là các bác quẹt như thế nó rất là hại. Nó rất là hại và nó rất là nhanh hỏng cái sạc ắc quy nhà của chúng mình. Đấy của mình. Đó. Sạc ắc quy thông minh. Sạc ắc quy thông minh nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho bác đó là ở đây nhà em có hai dòng khóa. Một là dòng khóa Đức, một là dòng khóa Mỹ. Hai dòng khóa em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên là cái dòng khóa Mỹ trước, tại vì khóa này đợt này nó mới về. Đấy, đợt này nó mới về này. Đấy, các bác chỉ cần việc rút chìa khóa ra, khóa và rút chìa khóa ra. Ấn vào là nó sẽ tự động. Đấy, nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Và đó. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Danny. Danny của Mỹ. Hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm rồi. Xịn sò, chất lượng. Đấy, các bác có thể bỏ ra không cần phải ấn như thế. Đấy, các bác có thể rút chìa khóa ra và các bác ấn vào là nó sẽ tự khóa lại. Là nó sẽ tự khóa lại nhé. Một bộ này của nó là gồm 4 chìa. Một cái bộ này của nó là gồm 4 chìa thương hiệu của Danny. Thương hiệu của Danny của Mỹ. Thương hiệu Danny của Mỹ. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn. Đấy. Con khóa này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250k. Khóa Mỹ 250k và bên nhà em bao ship. Còn cái dòng khóa Đức thì nó sẽ rẻ hơn. Cái dòng khóa Đức của nó sẽ rẻ hơn. Con này của nó cũng là 4 chìa. Con này của nó là 4 chìa đấy. Hàng của Germany của Đức này. Con này cũng là khóa đồng. Đấy. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng ấy là các bác cứ kiểm tra đúng cái mẫu này nha em. Và các bác đúng cái hình ảnh đây, hình ảnh cái khóa này nha em. Đấy, chỉ có 140k thôi. Chỉ có 140k thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái các bác nhé. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy. Khóa. Khóa Đức. Khóa Đức. 140k. 140k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng bơm lốp ô tô. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 12V. Đấy, thông số các thứ chi tiết của nó đây. Thông số các thứ chi tiết của nó đây. Đấy, con này thì trọng lượng của nó là 700g này. Đấy, công suất các thứ này. Đấy, con này thì bơm xe máy, xe đạp, ô tô bơm đều bơm được. Đây là vỏ của nó. Đây là vỏ của nó, đều bơm được thoải mái. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn nhé. Này, ô tô, xe máy, xe đạp này. Xịn sò luôn này. Đấy. DC 12V. DC 12V. Cái dòng này thì nó có sợi dây. Dây của nó dây dài. Đây là đầu vào vòi của nó này. Tất cả nó để trong này nên nó rất là gọn. Và nó chịu áp lực cực kỳ tốt nhé. Bên em đã test rồi, bơm ô tô thoải mái luôn. Các bác bơm ô tô thoải mái luôn. Đấy, ở trong này thì nó có một số cái đầu nữa. Thì chúng ta không làm gì đến thì chúng ta cứ cất trong này. Đề phòng bị rơi. Đề phòng bị rơi mất nhé. Dây của nó này các bác có thể nhìn thấy dây này là dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn.
Đó. Các bác lên cho em mã này là mã bơm lốp ô tô. Con này thì em bên em đang có mức giá đó là 530k nhé, 530.000 đồng. Và bên thì em bao gồm phí ship dùng xong đấy, các bác lại cho em nó vào đây. Cho em nó vào đây. Để các bác cất đi. Đấy, dùng xong thì các bác lại cất gọn vào trong này. Đấy, và các bác lại để lại. Rồi các bác để trong cái cốp ô tô của chúng ta thì là đều được. Đây, để em ghi cái giá vào đây luôn cho các bác dễ đỡ nhầm lẫn. Giá của nó thì cực kỳ mềm luôn. $530k bao ship luôn, và bên em bao ship luôn nhé, bơm lốp ô tô nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên em còn một số những cái mẫu nồi chiên không dầu. Đấy, dòng này là dòng nồi chiên không dầu nhé các bác nhé. Con này thì dung tích của nó lên đến 15 lít cơ. Dung tích của nó lên 15 lít đây, để em khui thùng mới cho các bác luôn. Đấy, hàng này hàng mới luôn, để em khui cho các bác, để em review cho các bác luôn. Cái này, con này thì số lượng của nó thì cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn có vài con nữa thôi. Nên là để cho các bác cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Để cho các bác cái giá mức giá cực kỳ tốt luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy. Còn đâu ra nó khoảng vài con nữa, lần trước còn sót. Hàng mới luôn nhé, hàng mới luôn. Đây, khi các bác nhận hàng thì hàng của nó là hàng mới nguyên hộp luôn. Ở đầu tiên của nó thì nó sẽ có một cái giá này. Cái giá này tí nữa em sẽ giữ để giới thiệu cho các bác luôn. Đây. Đó. Sẽ bỏ ra. Đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu Nysil. Các bác nhé. Con này thì có cái mắt kính này để các bác nhìn vào bên trong được. Đó. Đấy. Thì đây cái giá này này. Cái giá này này. Các bác đặt vào đây này, để là khi mà các bác làm gà vịt, các bác để vào đây thì nó sẽ không bị chảy mỡ ra ngoài nhé. Đấy, thì nó sẽ không bị chảy mỡ ra ngoài. Để các bác dùng nó bền. Đấy. Bền đẹp xịn sò. Con này thì để em đo cho bác luôn cái kích thước cái lòng này. Con này để con gà 2-3 cân thoải mái luôn, to lắm. 25 x 25 nhé con nhé, độ sâu của nó này. Sâu 14, 25 x 25, sâu 14. Đấy. Tổng dung tích của con này là 15 lít. Tổng dung tích của con này là 15 lít. Nhà sản xuất người ta công bố là như thế. Sử dụng nguồn điện của nó nhé. Sử dụng nguồn điện của nó đó là sử dụng nguồn điện 220V. Và con này công suất của nó là 1800W nhé. Và công suất của nó là 1800W. Đó. Đây là nồi chiên không dầu của Nysil. Đây là cái núm. Ở đây có hai núm. Một cái núm là thời gian và một cái núm là giờ. Đấy, khi nó xong rồi nó sẽ kêu như này. Đấy, cho chúng ta. Đây là thời gian này. 0, 1, 2, 3, 4. Các bác vặn xoáy này. Đấy, 30 phút này. Đấy, thì nó sẽ từ từ nó sẽ xong. Đấy, và khi mà xong nó sẽ kêu như thế. Đó, còn bên này là núm chỉnh nhiệt độ. Thì nếu các bác muốn nhanh thì các bác có maximum lên 200. Còn ở đây nó sẽ có cái công thức của nó này. Còn ở trên này nó sẽ có cái công thức của nó này. Đấy, thì các bác làm theo cái công thức của nó bên trên cái nắp này. Bên trên cái nắp này. Mã nồi chiên không dầu của Nysil nhé. Mã nồi chiên không dầu của Nysil. Con này thì bên nhà em đang giảm giá cho các bác xuống còn 900k thôi. 900k và bên nhà em bao ship. 900k bao luôn ship nhé. 900k và bên nhà em bao luôn ship cho các bác cái mã nồi chiên không dầu của Nysil. Hàng đẹp luôn. Các bác đặt hàng nhà em, các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác bếp nướng này. Bếp nướng, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Công suất của nó là 1800W, sử dụng nguồn điện 220V. Đấy, 52Hz, nói chung là con này dùng rất là ok luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy, vẫn còn nguyên túi bóng, nguyên hộp cho các bác luôn này. Đấy, các bác nướng nhất các thứ này. Con này là bếp nướng không khói. Bếp nướng không khói nhé. Để em đo cho các bác phần kích thước này. Em đo lọt lòng thứ nhất, chứ còn đo phủ bì nó to lắm. 48, con này phủ bì này. Lọt lòng là 48. Phủ bì của nó là 55. Bên bằng bên này cũng thế này. Phủ bì là 31. Lọt lòng của nó là 25. Hàng đẹp luôn, nguyên túi bóng luôn. Đấy, hàng xịn sò luôn, các bác ăn đồ nướng mà ví dụ là thỉnh thoảng mà làm nồi nướng không khói này,
anh em đến làm lai dài vài ly thì tuyệt vời luôn. Cái này thì không phải bất cứ, không phải là mùa đông hay mùa hè, mùa nào chúng ta cũng sử dụng được. Nên là con này dùng rất là bền luôn. Công suất của nó là 1800W này các bạn. Công suất của nó cũng là 1800W. Sử dụng nguồn điện 220V. Và con này thì hàng của Nhật, in Japan này. Thì đây in Japan. Con này thì mặt của nó này mặt chống dính nhé. Mặt của nó là mặt chống dính. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 550.000 đồng, 550k nhé. Và bên nhà em bao gồm luôn cho các bác cái phí ship 550k. Và bên nhà em bao gồm luôn cho các bác cái phí ship. Để ghi giá vào đây cái trắng này cho nó dễ. 550k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã bếp nướng. Bếp nướng không khói nhé. Bếp nướng không khói. Kế tiếp, một cái chảo tổ ong. Một cái chảo tổ ong. Con này thì các bác chảo xào. Cái dòng này là các bác chảo xào nhé. Có nắp vung nhé. Nó sẽ có hai loại các bác nhé. Một loại không có nắp vung thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Một loại không có nắp vung thì nó sẽ rẻ hơn. Còn một loại là có nắp vung này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Nó đắt hơn có 20.000 chứ đâu ra. Con kia không có nắp vung thì hai, người ta đang bán 200. Nhưng con này có nắp vung thêm 20. Tổ ong. Chảo tổ ong. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Size của nó đây. 30. Đây là lọt lòng là 30 nhé. Còn khổ bì của nó là lên đến 31.5. Lọt lòng của nó này. Em đo đây từ mép trong của cái này là 30. Chiều cao này 9cm. Con này các bác xào thoải mái này. Về nhà xào thoải mái. Nó rất là cứng cáp nhé. Nó không như những cái dòng chảo khác. Cái này cái tán của nó này, nó bắt rất là cứng cáp. Và cái inox này nó rất là chắc. Con này thì đun bếp ga bếp từ đều được nhé. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ đều được. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã chảo tổ ong. Chảo tổ ong. Con này thì chỉ có giá 220.000 đồng thôi. 220k vào bên nhà em bao ship. 220k vào bên nhà em bao ship cho các bác cái mẫu chảo tổ ong này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm về, cứ về sử dụng thoải mái luôn. 220k bao ship chảo tổ ong. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng ổ điện thông minh này. Cái dòng ổ điện thông minh này thì các bác có thể điều khiển từ xa lên đến 1 km. Điều khiển từ xa lên đến 1 km nhé. Nên là các bác có thể điều khiển thoải mái luôn. Các bác có thể điều khiển đèn ngủ này, điện đường các thứ này, rất là tiện lợi luôn. Đây, em đã lắp sẵn vào để test cho các bác rồi. Các bác về thì các bác cắm vào những cái dòng ổ điện như bình thường này thôi. Rồi các bác sử dụng. Nó sẽ có một cái điều khiển này và các bác bật này. Đó, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bật tắt thoải mái luôn. Nếu mà xa quá thì các bác rút dài cái dây này ra. Xa quá thì các bác rút dài cái dây này ra. Đây là cái dòng ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa nhé. Ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa. Rất là tiện lợi luôn, rất là dễ sử dụng. Đây các bác có thể nhìn thấy bật là sáng, bật là sáng. Bật là sáng, bật là sáng nhé. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn và rất là sáng luôn nhé. Đẹp sáng và xịn sò luôn này. Đấy, đẹp sáng và xịn sò luôn. Đó. Đây là một cái mẫu ổ cắm điện điều khiển từ xa. Hàng mới nhé. Hàng này thì là hàng chưa qua sử dụng. Tất cả hàng đều là hàng chưa qua sử dụng. Đấy, chỉ có mỗi là điều là em test. Em cắm vào em test kiểm tra cho các bác thôi. Đó. Con này thì công suất của nó là 30A. Công suất của cái dòng này nó là 30A này. 30A được trở lại. Đó, điều khiển từ 100 đến 1 km thoải mái luôn. Điều khiển 100 đến 1 km thoải mái luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Mẫu mức giá của con này là 250.000 đồng. 250.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa. Đấy. Các bác lên cho em mẫu này là mẫu ổ cắm nhé, ổ cắm điều khiển. Đó. Con này thì đây, các bác cứ yên tâm là không cùng tần số nhé. Nó riêng biệt luôn, hai con điều khiển nó giống hệt nhau nhưng mà của nó thì nó mới bật được. Đây, con này khác không bật được. Đây, nhưng mà tắt của nó là tắt được ngay. Còn bật đây, ấn đây. Các bác nhìn nút ấn đây, không thể bật được. Đó, nên là các bác yên tâm. Đấy, bật tắt riêng biệt luôn. Bộ nào nó ra bộ đấy, bộ nào ra bộ đấy. Ví dụ các bác có cắm một phát ở đây là 78 ổ, 78 cái. Nhưng mà các bác riêng biệt luôn. Đấy, để cho nó dễ, nhé. Đó là cái mã đầu tiên, ổ cắm điện. Cái mã tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng ổ đấu nối. Ổ đấu nối này thì nó sẽ khác một chút để các bác đấu nối. Nhưng con này thì công suất của nó sẽ cao hơn nhé. Cái dòng này thì công suất của nó lên đến 40A này. Cái dòng này thì công suất của nó lên đến 40A. Các bác đấu nối cho em thì đấu nối cho em là 1-2 là các bác đấu điện vào. Và 3-4 là các bác đấu điện ra. Đấy, 3-4 là các bác điện ra. 1-2 điện vào, 3-4 điện ra này. Đấy, và con này cũng các bác cũng có thể điều khiển từ xa lên đến 1 km nhé. Con này các bác cũng điều khiển từ xa lên đến 1 km luôn. Nên là nó rất là dễ.
rất là dễ sử dụng, rất là tiện lợi luôn. Đấy, ổ cắm điện home deck, ổ đấu nối home deck. Con này thì bên nhà em đang có một cái mức giá cũng là tri ân giảm giá cho các bác luôn. Con này bên nhà em đang giảm giá cho các bác xuống còn 200k thôi. Chỉ có 200 ngàn đồng thôi nhé. 200 ngàn đồng mà bên nhà em lại còn bao cả phí ship luôn nữa. 200 ngàn đồng và bên nhà em còn bao cả phí ship cho các bác nữa. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã ổ đấu nối điều khiển từ xa. Ổ đấu nối điều khiển từ xa. 200k. Bao cả phí ship nhé. 200k bao ship luôn. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Kính mong các bác anh chị đi qua kênh đừng quên cho xin em xin một nút like nhé. Đấy, xin cảm ơn các bác.